Trong video này, kênh Kho Tư liệu Xây dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về cấu tạo của một cái mái, của một cái công trình được thiết kế để đảm bảo là tiết kiệm tối đa năng lượng, đặc biệt đó là năng lượng phục vụ cho việc vận hành hệ thống chiếu sáng. Thì đây là cái máy che của cái nhà ga của cái sân bay quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây, quý vị thấy, nhìn thấy là cái cấu tạo nó tương đối là đặc biệt. Toàn bộ cái vách xung quanh là bằng kính để lấy sáng tối đa vào bên trong của tòa nhà. Còn cái mái nhà thì quý vị nhìn thấy là có rất là nhiều cái ô lấy sáng từ trên mái nhà xuống. Nhìn cái quang cảnh xung quanh thì quý vị sẽ thấy là hầu như không có cái bóng đèn nào được bật sáng ngoài những cái bóng đèn của các cái biển chỉ dẫn thôi, hoặc là các cái biển quảng cáo thì mới được bật sáng. Còn toàn bộ đèn là đang ở trạng thái tắt. Đây, chúng tôi đang quay từ cái tầng 2 nhìn xuống tầng 1. Thì ngay cả các cái khu vực ở dưới tầng 1 cũng được nhận được ánh sáng tự nhiên rất là rõ ràng mà không phải bật đèn. Đây là cái ô trống lấy sáng trực tiếp từ ở trên mái nhà xuống dưới. Và có rất là nhiều cái ô lấy sáng như vậy từ trên mái nhà. Rồi từ cái tầng 2 nó cũng có những cái ô thông tầng để mà ánh sáng nó chiếu thẳng từ trên mái nhà, nó chiếu xuống dưới tầng 1. Có đây là có những cái đèn chiếu sáng nhưng mà chắc chắn là chỉ được bật vào ban đêm hoặc là những lúc trời mưa, trời âm u, không có đủ ánh sáng chiếu trực tiếp như là lúc mà chúng tôi đang quay video thôi. Chúng tôi đang quay video vào thời điểm là khoảng tầm 1 giờ 30 chiều. Và kết hợp với cái mái có nhiều ô kính lấy sáng thì toàn bộ cái tường bao xung quanh cái công trình cũng được sử dụng là bằng kính. Chúng tôi quay vào cái khu vực vệ sinh để quý vị tham khảo là thấy chỉ có trong nhà vệ sinh là được bật đèn vào cái thời điểm này thôi, còn lại là các cái không gian khác của cái tòa nhà này thì đều được sử dụng ánh sáng tự nhiên. Đây, chúng tôi quay thêm những cái khu vực mà có cái nhân viên đang tác nghiệp để quý vị có thể thấy nó rõ hơn. Đây là khu vực nhân viên đang bán vé, cũng không có bật đèn. Rồi chúng tôi quay qua cái khu vực nhân viên làm thủ tục check-in. Quý vị cũng thấy là không có một bất kỳ một cái bóng đèn nào được bật lên cả, ngoại trừ các cái đèn của các cái con số, các cái bảng hiệu chỉ dẫn, hướng dẫn, rồi cũng như là các cái biển quảng cáo thôi. Còn lại là ánh sáng tự nhiên rất là rõ ràng, đảm bảo đủ để làm tất cả các cái thủ tục. Đây là cái khu vực, cái máy khu vực điều hòa không khí, có cái họng tròn tròn là để nó cấp không khí, khí lạnh mát cho cái khu vực. Toàn bộ cái tường bao xung quanh
đều được làm bằng kính. Thì tất nhiên là để mà tiết kiệm được cái năng lượng chiếu sáng nhưng mà không có tốn nhiều cái năng lượng làm mát á, thì tất cả các cái lớp kính cho cái tường kính chắc chắn là được sẽ làm được bằng làm từ kính ghép mà cách nhiệt, tức là ánh sáng nhiệt lượng của mặt trời không thể truyền trực tiếp vào bên trong qua cái tường kính này. Rồi cái máy cũng vậy, cái kính lấy sáng cho máy cũng sẽ được sử dụng từ các cái loạt kính cách nhiệt hoàn toàn để đảm bảo là chúng ta lấy được ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm cái năng lượng chiếu sáng nhưng mà không có tốn năng lượng làm mát. Cái góc quay này chúng tôi quay bên ngoài để quý vị thấy là toàn bộ tường được làm bằng kính và các cái mái nhà nó đưa ra ngoài rất là rộng, rất là lớn để nó hạn chế nước mưa tạt trực tiếp vào máy kính, vào tường kính, cũng như là hạn chế ánh sáng nó chiếu trực tiếp vào cái tường bằng kính. Kênh Khao Tư Liệu xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay từ thực tế rồi post lên kênh hàng ngày.